Ngày 29 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đức Minh, 51 tuổi, trú tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, để điều tra làm rõ hành vi chuyên giả vờ mua hàng rồi trộm cắp tài sản. Lê Minh Đức từng giả vờ đến quán hủ tiếu trên đường Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu, mua đồ ăn sáng. Lợi dụng lúc chủ quán sơ hở, Đức đã lấy trộm hai chiếc điện thoại hiệu iPhone của chủ quán rồi tẩu thoát. Cũng với thủ đoạn tương tự, Minh tiếp tục đến quán ăn trên đường Nguyễn Trung Trực, phường 9, giả vờ mua hàng rồi lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 6. Trước khi bị bắt, đối tượng này đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn và có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan chức năng thông báo ai là nạn nhân của đối tượng này liên hệ với Công an thành phố Vũng Tàu để phối hợp giải quyết.